Niềm tin ánh sáng. Niềm tin ánh sáng. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin về hoạt động của Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh. Tiếp theo chương trình là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thuận, chủ nhiệm Hội Đỡ Đầu Người Khiếm Thị có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh. Phần cuối chương trình là thông tin về lễ trao tặng 10 mắt thần 2 của công ty Phương Trang Futa Bridge Lines cho những người khiếm thị. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, nhân những ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam và dịp thành lập Hội Người Mù Việt Nam ngày 17 tháng 4 vừa qua, Hội Đỡ Đầu Những Người Khiếm Thị có hoàn cảnh khó khăn đã phối hợp với câu lạc bộ Niềm Tin Tuổi Trẻ thuộc Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh tổ chức cho các bạn trẻ khiếm thị tham quan Chùa Yên Tử và Chùa Ba Vàng tại Quảng Ninh. Chuyến tham quan đã để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mở đầu chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với không khí của chuyến tham quan đầy ý nghĩa này qua bài phản ánh của tác giả Quốc Thanh. Chuyến đi là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng với người khiếm thị trẻ tỉnh Bắc Ninh. Trong suốt hành trình chuyến tham quan, chúng tôi đã cảm nhận được niềm vui rạng ngời ánh lên trong từng nụ cười, tiếng nói của tất cả mọi người trong đoàn. Bắt đầu khởi hành, hơn 50 bạn khiếm thị cùng gần 30 bạn tình nguyện viên đã tạo ra không khí như một ngày hội. Khi tất cả cùng cất tiếng hát, nối vòng tay lớn, nghe thật xúc động. Từ giây phút ấy, tất cả mọi người như lại gần bên nhau hơn. Mọi khoảng cách lạ lẫm, ngại ngần ban đầu dường như đã được xóa bỏ. Thay vào đó là sự hòa đồng cởi mở và sẻ chia mà tất cả mọi người đã dành cho nhau. Cô Nguyễn Thị Thuận, người sáng lập Hội Đỡ Đầu Những Người Khiếm Thị có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ, buổi tham quan lễ chùa lần này như là một món quà của cộng đồng dành tặng cho những bạn trẻ khiếm thị của tỉnh Bắc Ninh. Một vài năm nay cũng đã định là sẽ hợp tác với lại cái câu lạc bộ trẻ của Hội Người Khiếm Thị Bắc Ninh để cùng với các bạn đi tham quan một vài nơi, tại vì các bạn thì phần lớn là mắt kém, thế cho nên là đi như này thì nếu có thêm các bạn tình nguyện viên dẫn đường rồi là đưa đón thì là các bạn đi lại nó sẽ dễ dàng hơn. Sau khi biết như thế mà cái thì cũng rất nhiều người ủng hộ, người 500, người 100, người 200 thì góp lại tiền xe cũng rất là thoải mái. Khi tới chùa Yên Tử, dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của cô Thuận và các bạn tình nguyện viên, đoàn chia thành các nhóm đi lễ Phật, sau đó quay trở lại chính điện. Tại đây, các bạn trẻ khiếm thị đã được nghe sư thầy giảng làm thế nào để vượt qua mặc cảm, xóa bỏ tự ti và có thể sống an vui tự tại. Bạn trẻ khiếm thị Trần Văn Thương tâm sự: sau khi được nghe thầy giảng, em cũng như các bạn khiếm thị đã có thêm sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống. Em đã có cho mình thêm kiến thức để sống lạc quan và yêu đời hơn. Hoạt động được tiếp tục với việc các bạn cùng đưa nhau đi thăm thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhìn các bạn tình nguyện viên ân cần đưa dẫn các bạn khiếm thị, nghe các bạn miêu tả chi tiết cảnh vật cho những người khiếm thị mà Phật tử đi lễ chùa, dường như ai cũng đồng cảm và sẵn sàng nhường lối đi cho cả đoàn. Bạn Đỗ Thị Hiền, một tình nguyện viên đã giúp đỡ rất nhiều cho người khiếm thị, chia sẻ: mình thì cũng lên Yên Tử nhiều lần rồi, nhưng mà cái buổi hôm nay thì nó rất là khác so với những lần trước. Được đi cùng với cả các bạn ở trong Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh thì thật sự là cái tinh thần lạc quan cũng như là cái sự gọi là giúp đỡ lẫn nhau của các bạn ấy, đấy chính là một cái thứ mà mình thấy là rất là đáng quý và để cho chính bản thân mình cũng là học được rất nhiều điều. Mình thấy là những người khiếm thị hoàn toàn có thể hòa nhập và có một cuộc sống gọi là yêu đời như những người bình thường khác. Thì đấy là một cái mà mình rút ra được rất lớn từ cái chuyến đi này. Với các bạn trẻ khiếm thị, chuyến đi này sẽ đem lại cho họ sự tự tin, vượt qua mặc cảm, có động lực để ngày càng vươn lên hòa nhập với cộng đồng xã hội tốt hơn. Ông Nguyễn Xuân Huế, Phó Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh bày tỏ: hôm nay tôi rất là đánh giá cao với anh em ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã bố trí cho anh em đi một cái chuyến ra ngoại với địa điểm đến là Yên Tử và Nội Ba Vàng. Đây là nó một chuyến đi rất là ý nghĩa, một là nhân cái dịp kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam và nhân cái ngày 18 tháng 4 Ngày Khuyết Tật Việt Nam. Đây là một cái giúp cho những người khuyết tật nói chung và người mù tỉnh Bắc Ninh nói riêng được hòa nhập với cộng đồng, được tham gia các cái hoạt động dã ngoại đối với những người bình thường khác. Đây là một ý nghĩa rất thiết thực đối với người mù. Buổi chiều mọi người lên xe đến chùa Ba Vàng, trời mưa nhẹ càng làm tăng thêm vẻ linh thiêng. Gió thổi vào rừng thông nghe xào xạc, mùi hương trầm đưa nhẹ trong gió. Tiếng chuông chùa vang vẳng ngân dài làm các bạn khiếm thị như cảm nhận rõ hơn chốn tâm linh nơi đây. Bạn Nguyễn Thị Sinh, thành viên câu lạc bộ Hội Viên Trẻ tỉnh Bắc Ninh giải bày: sau một ngày với nhiều hoạt động bổ ích, chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp. Các bạn trẻ khiếm thị tỉnh Bắc Ninh
ai cũng đều có những kỷ niệm thật đẹp. Mong rằng những hoạt động có ý nghĩa cộng đồng như vậy sẽ được diễn ra thật nhiều và ngày càng nhân rộng để kết nối dài hơn, chặt hơn nữa những bàn tay ấm áp yêu thương trong toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hơn 3 năm qua, cô Nguyễn Thị Thuận, một giáo viên cấp 2 về hưu, đã cùng những người học trò cũ của mình thành lập hội đỡ đầu cho những người mù có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bắc Ninh. Cô Thuận cùng học trò đã dùng tiền của bản thân và đi kêu gọi được hàng nghìn suất quà và tiền hỗ trợ hàng tháng cho những người mù có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Ngoài những sự giúp đỡ quý báu về mặt vật chất, cô cùng những học trò của mình còn chăm lo cho đời sống tinh thần của người mù bằng các hoạt động hết sức có ý nghĩa. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện với cô Nguyễn Thị Thuận để giúp quý thính giả hiểu hơn về những hoạt động ý nghĩa mà hội đỡ đầu những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn do cô sáng lập đã làm được trong thời gian vừa qua. Xin chào cô Nguyễn Thị Thuận. Trước tiên xin cô chia sẻ với quý thính giả của chương trình về cơ duyên đưa cô đến với những người khiếm thị tỉnh Bắc Ninh cũng như là sự ra đời của hội đỡ đầu những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn ạ. Cũng là một cái cơ duyên rất tình cờ thôi. Thì chúng tôi lúc đầu cũng chỉ là một nhóm nhỏ cô trò đi giúp cho các em ở Hà Tĩnh. Thì sau khi về gặp thì ở thành phố Bắc Ninh, về tỉnh Bắc Ninh thì đã biết được là Bắc Ninh có rất nhiều người khiếm thị và nói chung cuộc sống của họ đa phần là rất là khó khăn. Bởi vì là cuộc sống chúng ta đều biết rằng là giàu hai con mắt, bây giờ không có mắt thì tất cả mọi việc đều làm khó khăn. Thậm chí có những em nhỏ là sinh ra nhưng mà người mẹ thì mù lòa không có chồng nhưng vẫn muốn khao khát làm vợ làm mẹ nuôi con nhỏ của mình rất là vất vả. Hoặc những cụ già, phụ nữ mà già cả rồi cũng không có chồng, cũng sống đơn thân một mình. Nên chính vì thế cho nên là chúng tôi quyết định là thành lập một cái hội gọi là hội đỡ đầu những người mù có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bắc Ninh. Thì cái công việc này làm tính đến bây giờ đã được hơn 3 năm rồi. Trong 3 năm qua thì hội đỡ đầu những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn đã có những hình thức gì để giúp đỡ cho những đối tượng mà hội hướng tới thưa cô? Có hai hình thức, một là hình thức là hàng tháng các hội viên gửi tiền về để cho chúng tôi đến tận nhà trao tặng cho các em nhỏ hoặc các cụ già mỗi tháng 300, hoặc là có thể là trợ cấp khó khăn cho các em nhỏ hoặc các cụ già mỗi năm 1 triệu, hoặc là trong những trường hợp mà ốm đau bệnh tật thì có thể trợ cấp đột xuất. Cùng với việc vận động những nguồn lực trong xã hội để giúp những người khiếm thị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, cô cùng với các thành viên trong hội cũng đã có những hoạt động rất thiết thực giúp cho những người khiếm thị có thể vươn lên bằng chính khả năng của mình. Vậy thì để làm được điều này thì chắc hẳn là cô cũng gặp không ít khó khăn đúng không ạ? Nói chung ấy, làm việc thiện ấy thì chúng tôi cũng không tính đến khó khăn, nhưng mà làm việc thiện đối với người nghèo thì nó dễ, nhưng mà đối với người khuyết tật, đặc biệt là với người khiếm thị rất là khó khăn, bởi vì những người khiếm thị người ta không nhìn thấy gì, cho nên là nhiều khi có những cái suy nghĩ của người ta nó cũng không giống như là suy nghĩ của những người mà mắt sáng, bởi vì người ta không quan sát được thế giới. Bên cạnh đó thì ở cái Việt Nam mình vẫn còn đang có một cái tệ nạn, tôi có thể dùng cái từ tệ nạn, trong khi các nước tiên tiến thì người ta coi người khuyết tật cũng như là những người bình thường, và nếu người khuyết tật có tài năng thì người ta sẵn sàng đón nhận. Nhưng mà đây thì ở cái hội khiếm thị tỉnh Bắc Ninh này thì có rất nhiều em có rất nhiều tài năng về âm nhạc, nhưng cứ mỗi lần bản thân tôi hiện nay là đang là cùng với lại hội là thành lập cái ban nhạc âm vang niềm tin thì đã cũng đã hoạt động được mấy năm nay rồi, nhưng cứ mỗi lần đi xin biểu diễn cho các em thì đều gặp rất là nhiều trở ngại. Người ta cứ nghĩ câu đầu tiên là chắc là đến hát vớ vẩn vài bài rồi sau xin tiền, chứ không biết rằng các em nó rất là tài năng, toàn những em là đã tốt nghiệp hoặc đang học đại học nhạc viện Hà Nội, vừa đơn ca được lại vừa tự độc tấu được hoặc hòa tấu được những cái bản nhạc dân tộc rất là hay. Nhưng người ta cứ đều nói một câu là thứ nhất là hết 30 tiền, thứ hai là lại bảo chắc là chỉ hát vớ vẩn vài bài để lấy tiền. Cho nên là chúng tôi khi mà muốn làm việc thiện, muốn mở rộng cho các em nó được giao lưu, nó được hòa nhập, cái ao ước của các em chỉ là khao khát được hòa nhập với thế giới, được thể hiện tài năng của mình, nhưng mà rất khó khăn. Hoạt động mới nhất của hội là vừa phối hợp với câu lạc bộ Niềm tin tuổi trẻ của tỉnh Bắc Ninh tổ chức một chuyến dã ngoại vô cùng ý nghĩa. Vậy cô có mong muốn gì khi chương trình này kết thúc ạ? Sau cái buổi hoạt động hôm nay thì cũng rất nhiều bạn tình nguyện viên sẽ cảm thấy là hôm nay cái buổi đi hôm nay rất là ý nghĩa, bởi vì không phải chỉ là đến một cái chốn tâm linh là cái chùa Yên Tử hay chùa Ba Vàng, mà còn được hòa nhập cùng với các bạn khiếm thị và cũng thấy được cái nghị lực của các bạn khiếm thị, bởi vì trong khiếm thị này cũng rất nhiều bạn là có nghị lực, không những sống bình thường mà còn học tập và học tập tốt, học đại học hoặc trên đại học là cao học. Vì thế cho nên là tôi cũng mong muốn là làm thế nào sau những cái buổi như thế này thì chúng ta, những người khiếm thị và những người tình nguyện viên mắt sáng, chúng ta sẽ có những buổi giao lưu hơn nữa để làm thế nào coi như là để nối một cái vòng tay lớn cho các bạn khiếm thị cũng được giao lưu, bởi vì cuộc sống của các bạn đa phần
chỉ trừ một số bạn, còn đa phần các bạn phần lớn là ở nhà là chính, hoặc làm những công việc nó cũng rất là đơn thuần. Thế còn các bạn tình nguyện viên trẻ thì thực ra các bạn ấy nhiều khi các bạn ấy cứ nghĩ là cuộc sống của mình khó khăn, nhưng mà có đi với người khiếm thị thì các bạn mới thấy được rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người, mà chính vì các bạn phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất ý nghĩa mà cô Thuận đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả thân mến, vừa qua chương trình giao lưu văn nghệ Từ trái tim đến trái tim đã diễn ra tại hội trường Nhà văn hóa Thanh niên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ người khuyết tật, các bạn thanh niên, thiếu nhi khuyết tật đến từ 24 quận huyện trên thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình biểu diễn văn nghệ không cần phải quá nổi bật nhưng đã để lại cho người xem những cảm xúc khó tả. Những câu hát cất lên từ những trẻ em khiếm thị mong một ngày được nhìn thấy ánh mặt trời. Những đứa trẻ hồn nhiên chưa một lần nhìn thấy chính gương mặt của mình, thấy ba mẹ, thấy vạn vật tươi đẹp xung quanh. Để xoa bớt những niềm đau ấy, công ty Phương Trang Futa Bus Light đã trao tặng 10 mắt thần 2 cho những người khiếm thị. Đây là những chiếc kính mắt thần 2 từ chương trình 1.000 mắt thần 2 cho người khiếm thị đang được tài trợ bởi công ty Phương Trang. 10 con người, 10 hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều chịu đựng chung một nỗi đau mất mát. Họ chỉ có thể lắng nghe cuộc sống bằng âm thanh xung quanh, qua những lời kể của người thân, bạn bè. Nhưng không vì thế mà họ chịu khuất phục trước số phận. Chính niềm tin vào cuộc sống, chính sự quan tâm của những tấm lòng đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp họ vượt qua số phận. Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải, trưởng nhóm sáng chế ra mắt thần và đại diện Trung ương đoàn đã trực tiếp trao tới tay 10 người khiếm thị những chiếc mắt thần, những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, mang lại cho người khiếm thị chút tình yêu của cộng đồng, để giúp họ xoa dịu đi nỗi đau mất đi ánh sáng. Quý thính giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết, quý thính giả có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ Chương trình Niềm tin ánh sáng, Kênh Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 10 số 58 Quan Sứ Hà Nội hoặc thư điện tử niềmtinánhsáng@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình.